Hơn một tháng nay, tình trạng khan hiếm vaccine 5 trong 1 và 6 trong 1 dịch vụ lại quay trở lại. Rất nhiều phụ huynh khi đưa con đến điểm tiêm chủng dịch vụ đành phải quay về vì không còn hai loại vaccine quan trọng này. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh không cần phải quá lo lắng vì đợt khan hiếm này sẽ không kéo dài. Tại nhiều địa điểm, trung tâm tiêm chủng vaccine lớn ở Hà Nội, tình trạng hết vaccine dịch vụ Pentasim 5 trong 1 và Infarix Hesa 6 trong 1 diễn ra từ nhiều ngày nay. Hiện tại thì hai loại vaccine này vẫn chưa có trở lại. Tuy nhiên, đại diện các trung tâm tiêm chủng cho biết trong tháng 7 này sẽ có vaccine để phục vụ tiêm cho các cháu. Hiện tại vaccine đã về đến Việt Nam và đang chờ kiểm định. Theo quy định thì thời gian kiểm định khoảng 2 tuần là xong. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hết vaccine tổng hợp dịch vụ là do nhà cung cấp đã hết vaccine. Dự kiến trong tháng 7, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ có trở lại loại vaccine dịch vụ này.